Quỳnh Thúc Kháng quận 1, điện thoại 914-7538. Tia lắc tình yêu của mẹ. Quý khán giả đang đến với chương trình Nguồn Dinh Dưỡng Quý Báu, và tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp đến tới quý vị và các thành viên trong gia đình một buổi tối thật vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vào lúc 18h15 phút tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện một chương trình cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Chương trình mang tên Nguồn Dinh Dưỡng Quý Báu. Chương trình được sự tài trợ của Dialog Alpha của Vinamilk và sự cố vấn về chuyên môn của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên tôi xin được hân hạnh giới thiệu hai bác sĩ khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị thạc sĩ bác sĩ Trần Quốc Cường. Và xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hương Thư. Chúng ta sẽ cùng chào đón ngay bây giờ sự xuất hiện của ba thí sinh nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Xin được chào chị Trung Hậu và chào đón chị đến với chương trình. Chào mừng quý vị khán giả. Tôi tên là Trung Hậu, nghề nghiệp của tôi là ca sĩ. Tôi rất vui được tham gia chương trình Nguồn Dinh Dưỡng Quý Báu. Hôm nay đến tham gia cùng tôi có bé Lư Mỹ Kỳ, là con gái của tôi được 6 tháng tuổi. Mục đích của tôi đến đây là để học hỏi thêm những cái kiến thức để chăm con cho tốt hơn, và sau đó là thư giãn và vui cùng chương trình. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Rất là vui mừng khi mà được chào đón chị đến với chương trình. Quý vị khán giả có lẽ cũng đã nhận ra một cô ca sĩ với những cái ca khúc, những giai điệu rất là ngọt ngào và trữ tình. Thế thì với công việc là ca sĩ như vậy, bận rộn như vậy, thì ở nhà rồi bé thì là chăm sóc có ổn không chị? Dạ, ngoài cái thời gian mà em đi làm thì những cái thời gian mà rảnh rỗi em đều dành cho con để chăm sóc nó tốt á. Dạ. Nhưng mà nói như vậy chứ mới có đứa con đầu thì cũng còn rất là nhiều những cái thiếu sót. Cho nên hôm nay em đến đây là mục đích của em là muốn học hỏi bác sĩ về cái cách mà ăn dặm. Chẳng hạn như câu hỏi là gì? Em xin hỏi bác sĩ là tại sao chúng ta phải cho trẻ ăn dặm? Và nên cho trẻ ăn dặm vào lúc nào là thích hợp nhất ạ? Xin được nghe được ý kiến tư vấn của các bác sĩ. Cái thời điểm mà tốt nhất để cho trẻ ăn dặm là lúc trẻ được 6 tháng tuổi. Tại vì cái thời điểm này thì cái lượng sữa mẹ nó không còn đáp ứng đủ với nhu cầu tăng trưởng và phát triển của đứa trẻ. Thứ hai nữa là lúc này cái hệ tiêu hóa của trẻ nó phát triển tương đối hoàn chỉnh, có tương đối đầy đủ các men tiêu hóa. Thứ ba nữa là trẻ đã phát triển một số cái kỹ năng ăn uống, cho nên có thể ăn dễ hơn so với những cái tháng tuổi sớm hơn. Vì vậy là 6 tháng tuổi là cái tuổi ăn dặm thích hợp nhất. Xin được cảm ơn chị Trung Hậu, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh tiếp theo, đó là chị Ngọc Anh. Xin chào chị. Chào quý vị khán giả, tôi tên là Ngọc Anh. Hôm nay tôi đến đây trước hết là muốn được giải trí và học hỏi được nhiều kinh nghiệm để mà nuôi dạy con cho tốt. Tôi có được hai bé trai, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ 2 tuổi. Tôi mong là sẽ được nhiều sự ủng hộ của tất cả mọi người. Cảm ơn. Mời chị đặt câu hỏi cho bác sĩ. Xin phép hỏi bác sĩ là tôi muốn học cái cách chế biến thức ăn cho trẻ ăn dặm, thưa bác. Thì tùy vào cái lứa tuổi ăn dặm thì mình có một cách chế biến thích hợp. Ví dụ lúc mà trẻ mới bắt đầu tập ăn thì mình cho ăn các loại cái bột chế biến sẵn cho trẻ dễ tiêu hóa. Và sau đó thì từ 7 tháng đến 9 tháng tuổi thì chúng ta có thể cho trẻ ăn bột do chúng ta tự chế biến. Từ bắt đầu từ 9 tháng tới 12 tháng tuổi và chúng ta chuyển cho trẻ ăn cháo hột. Và từ 18 đến 24 tháng lúc trẻ có mặt đầu đủ răng hàm rồi thì chúng ta có thể ăn cơm nhão. Và cái một bữa ăn của trẻ luôn luôn phải là đảm bảo đầy đủ 4 nhóm thực phẩm chính là chất đạm, chất béo, bột đường và nhóm rau củ. Và vấn đề lưu ý nữa là khi mà chúng ta chế biến thức ăn cho trẻ thì chúng ta phải thường xuyên thay đổi món ăn để giúp cho trẻ đỡ chán, giúp cho trẻ ăn giỏi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu của thí sinh tiếp theo, chị Lan Anh ạ. Kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Lan Anh. Tôi tên là...
là Lan Anh. Nghề nghiệp của tôi là ca sĩ. Hôm nay tôi đến đây cùng với con trai của tôi là bé Nguyễn Gia Kiệt, 6 tuổi. Hôm nay tôi đến đây với mục đích là học hỏi thêm nhiều kiến thức để nuôi dạy con cho thật tốt. Mong quý vị khán giả ủng hộ cho tôi. Nếu như mà chị không có tận dụng cơ hội này để được các bác sĩ cho những lời khuyên về chủ đề này thì là chị đang bỏ qua một thiếu sót. Chị có muốn đặt câu hỏi gì không? Dạ, xin hỏi bác sĩ là mình nên tập cho trẻ ăn dặm như thế nào ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn Lan Anh. Như các bạn đã biết, ăn dặm á, là mình phải bắt đầu tập cho trẻ quen với một kỹ năng mới. Do đó mà cái này trước hết đầu tiên á, là chúng ta phải dứt khoát là phải cho trẻ ăn, bỏ thức ăn ra trong chén với là trong trang bằng muỗng, chứ dứt khoát là không có bỏ vô bình. Bắt đầu thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm bột có sẵn trên thị trường cho trẻ ăn từ ít đến nhiều, từ loãng cho đến đặc. Bởi vì ta phải nhớ rằng đây là một cái bước mà chúng ta tập cho trẻ một cái kỹ năng mới trong cuộc sống như bao cái kỹ năng khác. Do đó là cái chuyện mà trẻ ăn ít hay là trẻ chưa ăn được đủ chất là cái chuyện đương nhiên. Do đó là các bà mẹ mà có con bắt đầu tuổi ăn dặm thì đừng có quá căng thẳng cái chuyện mà trẻ biếng ăn hay là trẻ ăn không có đủ cái thành phần dinh dưỡng trong cái giai đoạn đầu. Xin được cảm ơn, và chúng ta một lần nữa hãy cùng chào đón ba thí sinh đến với chương trình qua phần tìm hiểu vừa rồi. Xin được chào đón một lần nữa ba thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chủ đề làm sao để trẻ ăn dặm tốt, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, phần trò chơi đoán tên thực phẩm bí mật. Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng 1 có tên gọi là ký tự quý giá. Và sau đây là những cách thức để thí sinh tham gia trong vòng thi ký tự quý giá. Mỗi người sẽ nhận được một chủ đề. Trong chủ đề đó sẽ viết tên của một thực phẩm hoặc là một nhóm thực phẩm, hoặc tính chất của một cái nhóm thực phẩm đó. Và trong vòng 30 giây ta sẽ liệt kê ra những cái thực phẩm nào thuộc cái chủ đề mà chúng ta chọn được đó. Ai có được nhiều đáp án đúng nhất thì người đó sẽ nhận được một ngôi sao may mắn. Trong ngôi sao này sẽ gợi ý để chúng ta có được cái sự dễ dàng hơn trong việc đoán tên thực phẩm bí mật ở phía cuối của chương trình. Chúc các thí sinh thật là may mắn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời những chủ đề được đưa ra cho các thí sinh. Chúng ta nhận chủ đề bất kỳ và giữ yên cho đến khi có hiệu lệnh 30 giây. Các chủ đề đã được đưa ra cho các thí sinh và bây giờ các thí sinh sẽ mở ra xem chủ đề là gì và liệt kê lên bảng phía sau. 30 giây, bắt đầu. Còn có 8 giây nữa thôi, giúp nhanh lên. Mỗi câu đúng là sẽ được 1 điểm. Thời gian đã hết rồi và chúng ta sẽ xem kết quả như thế nào. Xin mời bác sĩ cho ý kiến về những cái kết quả này với chủ đề là hãy liệt kê những món ăn hoặc thức uống dùng cho trẻ em tự ăn dặm. Bột, sữa, nước trái cây, bánh lăng và sữa chua thì tất cả đều đúng là những món ăn và thức uống dành cho trẻ tụi ăn dặm. Thì ngoài ra có thể có ra nhiều món ăn khác, ví dụ như là mình có chế biến là cháo hoặc là súp bột khoai tây hoặc là phở, nuôi, mì, vân vân. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Như vậy là chị đã đúng được 5 đáp án. Xin chúc mừng chị. Chúng ta đến với thí sinh tiếp theo. Chủ đề của chị đó là hãy liệt kê cách làm nhỏ thực phẩm phù hợp với tuổi ăn dặm. Cách làm nhỏ thực phẩm ra thì bằng cách nào đây? Băm nhuyễn hoặc là xay hoặc là tán. Mời bác sĩ. Câu này chắc cũng không khó đối với những người mà đã từng có con rồi đúng không ạ? Dạ. Thì tôi thấy là cái cách chế biến băm nhuyễn, xay và tán đều là phù hợp cho cái lứa tuổi ăn dặm. Ngoài ra thì mình cũng có thể có những cái cách khác như là nghiền, tán qua rây, sắc nhỏ ra đối với trẻ lớn hơn tí nữa. Thì đó cũng là những cái cách chế biến cho lứa tuổi nhỏ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ và chúc mừng chị đã có được 3 đáp án đúng. Chị Lan Anh, chủ đề của chị là gì? Hãy liệt kê những thực phẩm cần có trong chén cháo của tuổi ăn dặm. Chị liệt kê đó bột gạo, rau củ, thịt cá, tôm, rau dền. Thường
nghĩ đó, là bột gạo là một đáp án đúng ha. Dạ. À, rau củ với rau dền thì thôi chọn một đáp án đúng trong hai cái đó thôi. Là rau củ, dạ. Dạ. Tại vì rau dền nó cũng bao gồm trong cái rau củ rồi. Dạ rồi. À, rồi thịt cá, tôm thì đúng hết, cũng nằm trong những cái gọi là chất đạm. Ngoài ra thì cũng có thể có thêm nhóm chất béo nữa mà bạn chưa có nêu lên, gồm có dầu ăn, mỡ, bơ, vân vân. Thì đó cũng là một cái nhóm những loại thực phẩm quan trọng trong cái ăn dặm cho trẻ. Như vậy ở đây chị được 1, 2, 3, 4 đáp án và xin chúc mừng chị với 4 đáp án đúng. Cảm ơn chị. Tôi trở lại với chị Trung Hậu để nói một điều rằng là ngôi sao may mắn ở vòng thi thứ nhất này đã thuộc về chị Trung Hậu với 5 điểm. Xin được chúc mừng chị. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Mẹ yêu con nhất trên đời và luôn dành cho con nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Với sữa non Colostrum cho con sức đề kháng và đầy đủ dưỡng chất cần thiết, cho con thông minh sáng tạo, cho con cao lớn, năng động mỗi ngày. Dialac, tình yêu của mẹ. Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Vòng thứ hai có tên gọi tính chất thực phẩm. Ở vòng đầu thì chị Trung Hậu đang dẫn đầu và hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng lên chị Ngọc Anh và chị Lan Anh ở vòng thi tiếp theo nha. Vòng thi này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần nhận cái đề tài của mình, đó là rất là nhiều những cái loại thực phẩm trong một cái giỏ xinh xắn. Sau đó công việc của chúng ta là lựa tất cả những cái thực phẩm đó ra theo phân loại theo 4 nhóm trên bảng. Chị sẽ viết tên của từng cái thực phẩm vô đúng cái nhóm của nó. Đồng ý không ạ? Và ai có nhiều đáp án đúng nhất sau 30 giây người đó sẽ là người chiến thắng với ngôi sao may mắn. Bây giờ chúng ta sẽ mời thực phẩm được đưa ra cho các thí sinh. Chúng ta có thời gian để nhìn qua một loạt những cái thực phẩm trong đó. Sau đó chúng ta sẽ đếm thời gian để liệt kê. 30 giây bắt đầu. Hãy liệt kê những thực phẩm này theo đúng nhóm thực phẩm. Nhanh lên, chúng ta chỉ còn có 5 giây nữa thôi. Được không? Hãy nhìn cho thật là cẩn thận. Đừng có để sót món nào nha. Hết thời gian rồi. Bây giờ là phần chấm điểm cho chị Hậu. Chúng ta sẽ nghe ý kiến của bác sĩ xem là những cái này chúng ta có thêm thông tin gì về 4 nhóm thực phẩm hay. Xin mời bác sĩ. Chị đã liệt kê đúng từng thực phẩm vô từng nhóm đúng với nó. Ví dụ như nhóm đạm, trứng và cá là thuộc nhóm đạm, dầu ăn thuộc nhóm béo, bắp thì thuộc nhóm tinh bột, và đu đủ cam khế thuộc nhóm rau củ quả. Dạ. Và những cái thực phẩm như thế này, bốn cái nhóm thực phẩm này thì có tác dụng như thế nào trong việc ăn dặm của trẻ? Thì bữa ăn của đứa trẻ lúc nào cũng phải có đủ 4 nhóm thực phẩm, gồm có nhóm tinh bột để cung cấp năng lượng, nhóm tinh bột và nhóm giờ, nhóm chất béo là cung cấp năng lượng cho trẻ, nhóm đạm là cung cấp các loại protein để giúp xây dựng cơ thể cho đứa trẻ, và nhóm rau củ quả thì cung cấp các loại vitamin và chất xơ giúp cho sự phát triển của đứa trẻ được tốt. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đáp án đúng. Xin được chúc mừng chị. Như vậy là với đáp án của chị thì trứng và ở trong cái giỏ thực phẩm thì không có con nào là cá, là tôm hết, chỉ có cá thôi, cho nên này không phải nè. 1 đáp án đúng, 2 đáp án đúng, 3, 4, 5, 6, 7 bằng với lại chị Hậu, 7 đáp án đúng. Xin được chúc mừng chị. Trứng, dầu ăn, su su. Không có trái su su nào hết, chỉ có cam, có đu đủ thì có. Đếm lại nè. Trứng là 1, dầu ăn là 2, khế là 3, đu đủ là 4, bắp là 5. Chị có 5 đáp án đúng thôi và ngôi sao may mắn không thuộc về chị. Và xin được tặng ngôi sao may mắn cho chị và chị Hậu. Xin được chúc mừng cả hai thí sinh. Và chị Lan Anh cố gắng lên nha. Thưa
Thưa quý vị, chúng ta sẽ bước sang vòng thi thứ 3 của chương trình ngày hôm nay. Và vòng thi thứ 3 có tên gọi Lợi ích của thực phẩm. Ba thí sinh ngày hôm nay là ba người phụ nữ rất là đảm đang trong gia đình. Và tôi biết rằng là ngày hôm nay sự có mặt của thí sinh trên truyền hình làm cho cả nhà cảm thấy có thêm một cái niềm vui nho nhỏ ha, trong buổi tối thứ 3. Nhưng mà chính vì điều đó cho nên tôi đặc biệt chúc mừng là chị Lan Anh. Chị phải cố gắng làm sao mà vòng này chị chiến thắng nha. Giữ sức bình tĩnh, chị ghép hình sao cho thiệt là hay, thiệt là chính xác nha. Chúc chị may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cách thức tham gia cái vòng chơi này. Chúng ta sẽ được phát cho hai bộ hình. Và đây là hai bộ hình có tương ứng với nhau về chức năng của cái thực phẩm hoặc là những cái kiến thức dinh dưỡng tương ứng với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ ghép làm sao cho nó thành những cái cặp hình mà tương xứng với nhau ở một cái khía cạnh nào đó. Sau 30 giây thì ai có những cái cặp ghép chính xác nhiều nhất, người đó sẽ nhận được một ngôi sao may mắn. Xin mời những cặp hình đưa ra cho các thí sinh. Và chúng ta nhận cặp hình để y cho đến khi nào có cái tín hiệu 30 giây chúng ta mới mở ra xem. Để riêng một cặp ở dưới bàn đi, khỏi bận lòng tới nó. Đúng rồi, khẩn trương lên, thấy cái chuyện này rất đơn giản rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh coi đâu là một cái cặp tương ứng của nó. Hết giờ, chị Hậu đã rất là bối rối và làm rất là nhanh trong những giây phút cuối cùng. Nhưng mà bữa nay mình sẽ xem thế nào, thì mình sẽ xem từ phía bên này qua. Chị chưa có ghép xong hết đúng không? Rất là tiếc. Thôi bây giờ chị đi, thì sẽ chọn cái đáp án của chị thử coi là có đúng không nha. Trái cây tán nhuyễn từ 12 tháng trở lên, sữa tươi thì chị ghép với 6 tháng trở lên, ăn cơm cùng gia đình thì từ 36 tháng trở lên. Cơm nhão tán nhuyễn thì khi trẻ mọc đủ răng hàm và những cái nhóm thực phẩm cần thiết và một cái cháo cho trẻ ăn dặm thì chị cho là từ 9 tháng trở lên. Chị có tự tin với những cái đáp án này không? 60% chị. 60%, có nghĩa là vì những cái điều kiện khách quan như là thời gian, áp lực chẳng hạn đúng không? Chứ dạ, ở nhà chắc là điền đúng rồi, chứ đây chưa đúng lắm. Mời bác sĩ cho ý kiến ạ. Chị làm đúng 3 đáp án dưới. Là từ 36 tháng trở lên thì trẻ có thể ngồi ăn chung bữa ăn với gia đình được. Thứ hai là khi trẻ mọc đủ răng hàm thì trẻ có thể bắt đầu ăn cơm nhão tán nhuyễn. Thứ ba nữa là từ 9 tháng trở lên thì cái bữa ăn của trẻ là đủ 4 nhóm thực phẩm. Còn cái hai đáp án trên là trái cây tán nhuyễn thì trái cây tán nhuyễn trẻ có thể bắt đầu tập ăn từ lúc bắt đầu ăn dặm là 6 tháng tuổi. Thứ hai là sữa tươi thì từ 12 tháng tuổi trở đi trẻ mới được uống sữa tươi. Còn từ 12 tháng trở xuống thì trẻ phải sử dụng sữa công thức. Còn vì sao lại ăn cơm cùng gia đình ở cái lứa tuổi là 36 tháng tuổi trở lên? Từ 36 tháng tuổi thì răng trẻ mọc đầy đủ và có thể nhai được những thức ăn tương đối là cứng. Cho nên lúc đó trẻ phải ăn được những thức ăn cùng với gia đình được. Ngoài ba cử ăn cơm chính với gia đình thì có thể bổ sung cho trẻ thêm những cử ăn phụ, ví dụ uống sữa hoặc là ăn tàu hũ hoặc là phô mai, sữa chua, vân vân. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và như vậy là chị được ba đáp án đúng, xin được chúc mừng chị. Đây, hai ngôi sao may mắn, không biết có mang lại cho chị kết quả cuối cùng may mắn hay không. Trái cây tán nhuyễn là từ 9 tháng tuổi trở lên. Như hồi nãy vừa nói là từ 6 tháng trở đi, bắt đầu trẻ tập ăn dặm thì có thể ăn trái cây tán nhuyễn được. Không. Đáp án thứ hai là sữa tươi thì từ 12 tháng trở lên trẻ có thể uống được rồi chứ không phải chờ tới 36 tháng. Và khi mọc đủ răng hàm thì bước đầu chúng ta phải cho trẻ ăn cơm nhão tán trước. Và cũng phải cho trẻ ăn theo cái chế độ ăn riêng của đứa trẻ, chưa ăn chung gia đình được. Dạ. Và từ 36 tháng thì trẻ mới được ngồi ăn chung với gia đình. Và cơm nhão tán nhuyễn thì từ 18 tháng trở đi trẻ mọc đủ răng hàm mới được ăn cơm nhão tán nhuyễn. Còn từ 12 tháng thì hầu như là bộ răng của trẻ chưa có hoàn chỉnh, cho nên là trẻ chưa ăn cơm được. Từ 6 tháng thì trẻ bắt đầu ăn dặm, nhưng mà phù hợp đối với cái tuổi bắt đầu ăn dặm là các loại bột chế biến sẵn hoặc là bột mình nấu. Còn ở đây cái câu hỏi đưa ra là một chén cháo đủ 4 nhóm thực phẩm thì phải từ 9 tháng trở đi trẻ mới ăn được. Như vậy là xem ra là mình chưa có ghi được điểm nào ở trong này, nó bị lộn tùng phèo hết rồi hả chị hả? Rồi không sao, đây là...